rất là tin tưởng. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ngày 19 tháng Giêng 2013. Trà My kính chào quý vị. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm châu Âu, Đài Loan nhắc nhở Philippines về chủ quyền ở quần đảo Trường Sa. Việt Nam và Campuchia yêu cầu Lào ngưng dự án đập Sayaburi. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 17 tháng Giêng, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy, bàn về quan hệ hợp tác và các vấn đề quan tâm chung ở khu vực và quốc tế, nhân chuyến công du lần đầu tiên của ông Trọng tới các nước châu Âu. Báo chí trong nước trích phát biểu của ông Trọng nói rằng Việt Nam muốn phát triển quan hệ đối tác toàn diện và lâu dài với các nước EU và cam kết thúc đẩy quan hệ giữa các nước Đông Nam Á với châu Âu trong nhiều lĩnh vực. Đáp lại, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy cho biết là EU ủng hộ một khu vực ASEAN hòa bình và một giải pháp ôn hòa cho các cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Chuyến đi châu Âu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu sang thăm Việt Nam hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Vào dịp đó, ông Rompuy từng tuyên bố là ông hy vọng vào tương lai của Việt Nam, đồng thời kêu gọi Hà Nội chứng tỏ quyết tâm cải cách về quản trị, pháp quyền và nhân quyền. Châu Âu hiện là thị trường lớn nhất tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam. Đài Loan ngày 17 tháng Giêng lập lại tuyên bố chủ quyền tại quần đảo Trường Sa, trước tin Philippines có kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng tại đây. Hãng thông tấn trung ương của Đài Loan trích dẫn phát biểu của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hạ Quý Sương, nói rằng quần đảo Trường Sa là phần không thể tách rời của lãnh thổ Đài Loan. Ông Hạ tuyên bố Đài Loan không công nhận bất kỳ bên nào có hành động đơn phương xâm hại đến chủ quyền Đài Loan trong khu vực Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan nhấn mạnh, về mặt địa lý và luật quốc tế, chủ quyền của Đài Loan bao gồm các quần đảo ở Biển Đông, trong đó có Trường Sa và các vùng biển lân cận. Phản hồi của Bộ Ngoại giao Đài Loan được đưa ra trước những thông tin về kế hoạch của Philippines phát triển một số đảo nhỏ thuộc quần đảo Trường Sa thành địa điểm du lịch và phục hồi đường băng trên đảo Pagasa theo tiếng Philippines mà Đài Loan gọi là Trung Nghiệp Đảo, hiện do Philippines chiếm giữ. Đây là hòn đảo lớn thứ nhì trong số các đảo của quần đảo Trường Sa và là đảo lớn nhất trong số các đảo mà Philippines kiểm soát ở Trường Sa, nơi đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia và Brunei. Trước Đài Loan, hôm 7 tháng Giêng, Trung Quốc cũng đã lên tiếng phản đối Philippines về kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng tại Trường Sa. Trong khi đó, một công ty của Philippines có hợp đồng thăm dò dầu khí trong lãnh hải đang có tranh chấp ở Biển Đông hôm 17 tháng Giêng, nói rằng thành quả của dự án tùy thuộc hoặc vào công cuộc hợp tác thăm dò với Trung Quốc hoặc vào hậu thuẫn của Mỹ. Công ty Farm Energy, mà phần lớn cổ phần có liên hệ với đại công ty mỏ Philex, đã mở các cuộc đàm phán với công ty sản xuất dầu khí quốc doanh CNOOC của Trung Quốc về việc hợp tác thăm dò. Nhưng các cuộc đàm phán này bị ảnh hưởng bởi các vụ tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Philippines trong nhiều khu vực ở Biển Đông. Chủ tịch công ty mỏ Philex, ông Manuel Bagelin nói, có nguy cơ là giếng dầu ở khu vực bãi cỏ rong, tức Reed Bank, ngoài khơi tỉnh Palawan thuộc Tây Bộ Philippines, sẽ không bao giờ được khai thác. Và rằng bất kỳ nỗ lực nào của Philippines trong việc tự thân phát triển khu vực cần có sự hậu thuẫn của Hải quân Mỹ. Chính phủ Philippines trao cho công ty năng lượng Forum hợp đồng thăm dò dầu khí ở mỏ thiên nhiên Sabaguita trong khu vực bãi cỏ rong. Tháng 3 năm 2011, tàu khảo sát theo hợp đồng của công ty Forum trong khu vực này từng bị hai tàu của Trung Quốc gây hấn, đe dọa. Việt Nam và Campuchia yêu cầu Lào ngưng dự án xây đập Sayaburi. Đại biểu các nước Đông Nam Á đang họp ở Lào trong tuần này để thảo luận về các dự án phát triển trên sông Mekong. Các đại biểu của Việt Nam và Campuchia phản đối cách thức mà Lào thực hiện tiến trình tham vấn trước khi khởi công xây dựng đập thủy điện Sayaburi, là đập đầu tiên ngăn nhánh chính của con sông Mekong. Các giới chức của cả hai nước không đưa ra bình luận chính thức, nhưng những người khác dự đàm phán cho biết là Việt Nam đã yêu cầu đình chỉ trong thời gian 10 năm các quyết định xây đập trên dòng chính và nói rằng giới hữu trách chưa nghiên cứu đầy đủ về tác động của các đập này đối với dân chúng ở hạ nguồn. Công trình xây dựng đập Sayaburi được Lào chính thức loan báo vào tháng 11 năm ngoái, tức là hơn một năm sau khi công tác thực tế bắt đầu, mà không được sự đồng thuận của các nước thành viên, vi phạm Hiệp ước sông Mekong năm 1995.
Các nhà hoạt động môi trường lo rằng dự án này có thể đe dọa tới đời sống và sinh kế của các cộng đồng cư dân hạ nguồn sông Mekong. Ngày 18 tháng Giêng, các tổ chức cấp viện và các nước thành viên của Ủy ban sông Mekong đã đi thăm địa điểm công trình đập Sajaburi để thanh sát tiến độ. Trước đây, Ủy ban từng bị chỉ trích là thiếu phương tiện hoặc khả năng buộc chính phủ Lào tôn trọng các đề nghị của tổ chức này. Giới hữu trách Trung Quốc nói kinh tế của nước này tăng 7,9% trong quý tư năm 2012, chấm dứt tình trạng sụt giảm trong 7 quý liên tiếp. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Sáu, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Quốc gia Mã Kiến Đường nói rằng kinh tế Trung Quốc cuối cùng đã bật trở lại từ sự suy thoái sâu rộng nhất kể từ năm 2008. Tổng cục này nói rằng tổng sản lượng quốc gia của Trung Quốc vào năm ngoái lên đến 8.280 tỷ đô la, củng cố vị trí của Trung Quốc là quốc gia có nền kinh tế đứng hàng thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ. Trong một thông cáo, Tổng cục Thống kê cho biết là toàn thể nền kinh tế Trung Quốc đang ổn định và các nhà phân tích nói rằng hy vọng sự phục hồi của Trung Quốc sẽ bền vững cho tới năm 2014. Trưởng đoàn thanh sát hạt nhân của Liên Hiệp Quốc nói chưa đạt được thỏa thuận nào với Iran để kiểm tra chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của nước này, nhưng một cuộc họp về vấn đề sẽ diễn ra vào tháng tới. Hôm thứ Sáu, trưởng đoàn thanh sát của Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế, ông Herman Nagers nói, hai ngày thảo luận tích cực tại Tehran đã không đạt được thỏa thuận nào về việc tới thăm các cơ sở hạt nhân của Iran. Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế hy vọng được tới thăm cơ sở quân sự Bachin, nhưng đã bị từ chối. Ông Nagers nói, Cơ quan Nguyên tử năng quốc tế đã thỏa thuận với Iran sẽ họp lại vào ngày 12 tháng 2. Một người săn vàng nghiệp dư tại Australia đã tìm được một khối vàng cân nặng 5,5 kg. Người đàn ông muốn giấu tên này đã sử dụng một máy dò kim loại cầm tay và tìm thấy khối vàng vừa kể gần thị trấn Ballarat trong bang Victoria. Theo ước tính thì trị giá của khối vàng này là hơn 315.000 đô la. Chủ nhân một tiệm vàng ở Ballarat nói rằng vụ tìm được vàng vừa kể là một vụ đáng kể nhất trong 20 năm ông ở trong nghề. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng Giêng 2013. Chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam, được chiếu lại vào lúc 6 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng còn được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh của đài VOA. Ngoài ra, quý khán thính giả cũng có thể xem tin tức và các chương trình radio, video của đài VOA trên trang nhà voatiengviet.com, kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video và trang Facebook VOA Tiếng Việt. Trà My xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tuần tới.